Chào các em. Trong tiết trước chúng ta đã tìm hiểu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do dùng chất kích thích gây ra và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo, tiết thứ 3 trong bài thứ 6. Đó là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Đối với loại trách nhiệm này, trước đây Bộ luật Dân sự 2005 có quy định ở hai điều luật, đó là điều 619 trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cán bộ công chức gây ra và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng gây ra, điều 620. Theo Bộ luật Dân sự 2015 thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của nhà nước, tức là ở trường hợp này nhàm luật đã sử dụng cái cụm từ là người thi hành công vụ. Chúng ta sẽ tìm hiểu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Bộ luật Dân sự 2015 ở điều 598 có quy định là nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Điều này có nghĩa rằng Bộ luật Dân sự 2015 đã dẫn chiếu đến luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với trách nhiệm bồi thường này. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có phân ra các cái hoạt động của nhà nước làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đó là hoạt động quản lý hành chính, hoạt động thi hành án, hoạt động tố tụng dân sự, hoạt động tố tụng hành chính và hoạt động tố tụng hình sự. Hoạt động quản lý hành chính, trong quá trình thi hành công vụ, những người thi hành công vụ trong hoạt động quản lý hành chính có thể gây ra thiệt hại. Hoạt động thi hành án cũng có thể gây ra thiệt hại. Thi hành án ở đây chúng ta lưu ý là gồm có thi hành án hình sự và thi hành án dân sự. Thi hành án hình sự ví dụ như là buộc một người phải chấp hành hình phạt tù theo cái bản án hình sự. Còn thi hành án dân sự tức là trong trường hợp này có những cái phần của bản án liên quan đến dân sự và cơ quan quản lý hoạt động về thi hành án hình sự, đó là cơ quan công an. Cơ quan quản lý hoạt động thi hành án dân sự, chúng ta thấy có một cái hệ thống từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương đó là Tổng cục Thi hành án dân sự. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúng ta thấy có Cục Thi hành án dân sự, và ở cấp huyện chúng ta thấy có Chi cục Thi hành án dân sự. Trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng dân sự ở đây các em hiểu là trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự, các cái thủ tục trình tự tiến hành giải quyết một vụ án dân sự, từ khi có một người nộp đơn khởi kiện ra tòa, lúc đó tòa án sẽ xem xét có thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa hay không. Tòa án sẽ thông báo cho cái người nộp đơn nộp tiền tạm ứng phí, nếu trong trường hợp phải nộp tiền tạm ứng phí theo quy định. Và sau khi thực hiện thủ tục nộp tạm ứng phí thì tòa án sẽ thụ lý, lúc đó phát sinh quá trình giải quyết một vụ án dân sự. Các đương sự sẽ tiến hành chứng minh và tòa án sẽ tiến hành thực hiện các cái thủ tục theo quy định của pháp luật. Tòa án sơ thẩm giải quyết có thể phát sinh việc giải quyết ở tòa án cấp phúc thẩm nếu các đương sự không đồng ý với cái bản án sơ thẩm, quyết định sơ thẩm, có kháng cáo hoặc là người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục của luật tố tụng dân sự. Trong hoạt động tố tụng hành chính cũng có thể gây ra thiệt hại, đó là trình tự thủ tục giải quyết một vụ án hành chính. Ở đây giải quyết vụ án hành chính tức là trong trường hợp này khởi kiện ra tòa đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính. Ví dụ như là ủy ban dân của một quận nào đó ra một cái quyết định xử phạt đối với một công dân nào đó và công dân đó không đồng ý và cho rằng cái quyết định xử phạt đó gây ra thiệt hại, thì trong trường hợp này có thể là phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hành chính, tức là giải quyết vụ án hành chính. Trong hoạt động tố tụng hình sự, tức là cái quá trình giải quyết một vụ án hình sự có thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Và các em lưu ý là giải quyết vụ án hình sự khác với quá trình giải quyết một vụ án dân sự, vụ án hành chính. Nếu như quá trình giải quyết một vụ án dân sự, vụ án hành chính, chúng ta thấy là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đó là tòa. Còn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự khác, khác ở đây điểm là gì? Đầu tiên, cơ quan tham gia giải quyết vụ án hình sự trực tiếp đó là cơ quan điều tra, khởi tố điều tra, đúng không ạ? Khởi tố vụ án rồi khởi tố bị can, thực hiện các cái hoạt động điều tra, sau đó có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát, đề nghị viện kiểm sát truy tố đối với người nào đó, rồi sau đó viện kiểm sát sẽ tiến hành ra bản cáo trạng truy tố một người ra trước tòa. Tòa án sẽ thụ lý giải quyết vụ án hình sự đó, đủ cơ sở tòa án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Và tư cách lúc này là bị can đã chuyển thành bị cáo, giải quyết vụ án hình sự có thể là sơ thẩm rồi sau đó là phúc thẩm, có những trình tự đặc biệt là giám đốc thẩm, tái thẩm. Thì thầy nói sơ qua để các cái trình tự thủ tục và làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra để các em có thể nắm được, và chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu ở các phần tiếp theo. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ áp dụng luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và những văn bản liên quan. Trong các cái hoạt động làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì có cái hoạt động tố tụng hình sự, tức là gây oan sai cho người vô tội. Trong thời gian qua các em biết là những vấn đề rất thời sự. Những người không thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc là hành vi của họ không cấu thành tội phạm, tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, nhà nước cũng có sai lầm, và việc sai lầm này nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường. Căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì chúng ta sẽ chia ra các cái hoạt động khác nhau để làm phát sinh trách nhiệm bồi thường. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án thì phải có những cái căn cứ sau đây. Thứ nhất là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại luật này. Căn cứ thứ hai là có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người thiệt hại. Ở cái điểm này thì các em lưu ý, khác với quy định trong Bộ luật dân sự, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có những quy định riêng, đặc thù riêng, đây là luật chuyên ngành. Vì vậy khi gặp trường hợp này chúng ta nên áp dụng luật chuyên ngành, đó là luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để giải quyết. Căn cứ thứ nhất là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Nếu như trong Bộ luật dân sự, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung đó là có hành vi trái pháp luật. Có hành vi trái pháp luật, tức là một người thực hiện hành vi trái pháp luật, có hành vi trái pháp luật. Và trong trường hợp này chúng ta xác định điều kiện đầu tiên đó là có hành vi trái pháp luật. Đối với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đưa ra căn cứ đầu tiên đó là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Thì chúng ta thấy cũng có yếu tố là trái pháp luật của một người nào đó, nhưng mà người này phải là người thi hành công vụ, người thi hành công vụ. Và cái căn cứ này có một cái điểm đặc trưng khác với quy định trong Bộ luật dân sự. Hành vi trái pháp luật đó phải được thể hiện trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ như Ủy ban dân quận 4 ra một cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông A chẳng hạn. Thì trong trường hợp này, cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó ông A không đồng ý thì ông A có quyền vậy? Khiếu nại. Ông A khiếu nại. Khiếu nại thì trong trường hợp này cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, và trong cái quyết định giải quyết khiếu nại đó thể hiện nội dung là người thi hành công vụ là trái pháp luật. Thì cái quyết định khiếu nại đó chính là cái căn cứ thứ nhất. Căn cứ thứ nhất tức là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Tức là trong trường hợp này cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là người thi hành công vụ đã sai rồi, có hành vi trái pháp luật rồi. Thì trong trường hợp này chúng ta mới đủ cơ sở để khẳng định là có cái căn cứ thứ nhất, tức là phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Thứ hai là có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Tức là đối với căn cứ thứ hai này thì thực chất nó là có hai cái căn cứ. Thứ nhất là căn cứ về thiệt hại, và thứ hai là mối quan hệ nhân quả.
có thiệt hại do hành vi trái pháp luật do người thi hành công vụ gây ra, tức là có thiệt hại trên thực tế, và thiệt hại đó do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra. Ở cái căn cứ này thì các em lưu ý cho thầy là căn cứ thứ nhất là phải có văn bản xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật. Đối với hoạt động tố tụng hình sự thì luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định có hai căn cứ. Thứ nhất đó là có bản án quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc các trường hợp được bồi thường quy định tại luật này. Và căn cứ thứ hai đó là có thiệt hại thực tế do người tiến hành tố tụng hình sự gây ra đối với người bị thiệt hại. Trong hoạt động tố tụng hình sự này thì các em lưu ý là khác với trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, người ta không quy định là có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đưa ra căn cứ là có bản án quyết định. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta xác định căn cứ, chúng ta phải xem bản án quyết định nào là thuộc căn cứ thứ nhất này. Căn cứ thứ nhất này, ví dụ như là Tòa án Nhân dân quận 4 ra một cái bản án sơ thẩm tuyên bố A phạm tội trộm cắp tài sản và xử phạt A 2 năm tù chẳng hạn. A không đồng ý với bản án đó, kháng cáo lên Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xử ra phán quyết trong cái bản án phúc thẩm của mình là tuyên bố A không phạm tội. Như vậy trong trường hợp này cái bản án phúc thẩm chính là gì? Bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người bị thiệt hại được bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Nói ngắn gọn và dễ hiểu như thế này, bản án quyết định trong cái căn cứ thứ nhất này chính là bản án quyết định minh oan, minh oan cho cái người mà cơ quan tiến hành tố tụng xác định trước đây họ là phạm tội chẳng hạn, hoặc là khởi tố họ với tư cách là bị can, sau này có cái quyết định đình chỉ điều tra minh oan cho họ, hoặc là có cái bản án tuyên họ vô tội. Thì trong trường hợp này chúng ta xác định là có cái căn cứ thứ nhất là có bản án quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng xác định thuộc trường hợp bồi thường. Còn đối với căn cứ thứ hai thì cũng tương tự như trong các hoạt động trước, đó là có thiệt hại thực tế do người tiến hành tố tụng hình sự gây ra đối với người bị thiệt hại. Các em nghiên cứu tình huống như sau. Ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử phạt tù về tội giết người với mức án là chung thân vào năm 2003. Ngày 6 tháng 11, 2013, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định tái thẩm, hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại, giải quyết lại. Yêu cầu trao đổi như sau. Theo các em, với những thông tin nêu trên, thì căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự đã hội đủ hay chưa? Tức là hai cái căn cứ, đó là bản án quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng xác định thuộc trường hợp bồi thường. Và thứ hai là thiệt hại thực tế do người tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Thầy mời em. Thưa thầy là câu trả lời của em là quyết định nêu trên là chưa đủ căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp này. Thầy cảm ơn em. Tình huống mà thầy đưa ra cho các em là tình huống xảy ra trên thực tế. Sau khi mà ông Chấn có cái quyết định tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao năm 2013 đó, nhiều người cho rằng là trong trường hợp này ông Chấn đủ căn cứ để yêu cầu cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên ở đây thầy lưu ý là cái quyết định tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân tối cao năm 2013 với nội dung hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra giải quyết lại, điều này có nghĩa rằng cái thân phận của ông Chấn là chưa biết là có oan hay không. Tức là hủy để điều tra giải quyết lại, tức là tư cách của ông Chấn lúc này vẫn là bị can, vẫn bị can. Và trong cái phần căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thầy đã trao đổi với các em, tức là chúng ta phải xác định được là có cái bản án quyết định minh oan, bản án quyết định minh oan thì mới đủ căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường, đủ căn cứ trách nhiệm bồi thường. Tức là cái quyết định tái thẩm nêu trên không phải là một trong những quyết định minh oan theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Và sau cái thời điểm mà có quyết định tái thẩm đó,
cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an thụ lý lại hồ sơ giải quyết vụ án. Đến thời điểm đầu năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra cái quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Chấn. Thì lúc này cái quyết định đình chỉ điều tra đó mới là cái quyết định minh oan, mới là căn cứ theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tức là có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định thuộc trường hợp được bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Điều này có nghĩa rằng khi xác định cái căn cứ thứ nhất, chúng ta phải xem cái bản án quyết định đó là bản án quyết định nào. Quyết định tái thẩm nêu trên không là cái căn cứ thứ nhất theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự. Như hồi nãy thầy đã trao đổi các em là tòa án sơ thẩm xử có tội, tòa án cấp phúc thẩm xử là không tội. Như vậy cái bản án phúc thẩm mới là cái bản án xác định người bị thiệt hại được bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Hoặc là bản án sơ thẩm xử có tội, bản án phúc thẩm xử có tội, ví dụ tòa quận 4 xử A phạm tội, tòa thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm A phạm tội, tức là y án sơ thẩm, sau đó giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm, tòa giám đốc thẩm xác định A không phạm tội. Như vậy trong trường hợp này cái quyết định giám đốc thẩm đó mới là cái căn cứ thứ nhất, tức là trong trường hợp này cái quyết định đó mới là quyết định minh oan.